Một buổi họp báo để được gặp mặt các anh chị báo chí trong Sài Gòn như là ngày hôm nay ạ. Và hiện tại thì em đang rất là hồi hộp và em cũng không biết nói gì nữa. Vậy thì bây giờ trước khi mà bắt đầu cuộc phiêu MV thì mình sẽ hỏi thăm nhau một chút xíu để cho Ngọc Ánh bớt run, cũng như là để cho các anh chị báo chí có thể hiểu rõ hơn, nắm được nhiều thông tin hơn về Ngọc Ánh sau khi mà cuộc thi The Voice kết thúc. Câu hỏi đầu tiên cũng là một câu hỏi cũng khá là quan trọng, là thời điểm hiện tại thì không biết là Ánh muốn mọi người gọi Ánh là gì? Là quán quân The Voice 2018, hay là học trò của Noo Phước Thịnh, hay là chỉ đơn giản là ca sĩ Trần Ngọc Ánh? Trời ơi, sao em lại nhiều danh hiệu thế này. Thật ra thì nếu gọi Ánh là quán quân chương trình Giọng Hát Việt thì đó là một điều rất là tự hào với em vì danh hiệu này. Bởi vì là em đã rất là cố gắng và nỗ lực trong suốt quá trình tham gia cuộc thi ạ. Và nếu gọi em là học trò Noo Phước Thịnh thì đây là một sự vinh hạnh rất là lớn đối với em khi được là một phần của team Noo. Và bởi vì anh cũng đã dẫn dắt và chỉ dạy cho em rất là nhiều điều. Còn nếu mà gọi em là Trần Ngọc Ánh thì xin chào tất cả mọi người ạ, em là Trần Ngọc Ánh. Đúng không ạ? Và dù là với danh hiệu hay là danh xưng hay là một cái nickname như thế nào thì đối với em thì nó đều mang một cái ý nghĩa nhất định. Và nó như là đánh dấu một cái cột mốc quan trọng trong cuộc đời cũng như là sự nghiệp của em ạ. Và không có một lý do gì để mà em phải chối bỏ điều đấy cả. Câu trả lời rất hay. Như hồi nãy Thế Thi có chia sẻ thì dù bạn đã rất là xuất sắc để mà giành lấy ngôi vị quán quân, nhưng mà ngay từ sản phẩm đầu tiên khi mà bạn ra mắt với công chúng thì MV Sai Một Ly có lẽ đã khiến khán giả hơi khá là hụt hẫng cũng như là không được giới chuyên môn đánh giá cao. Thì không biết là bạn suy nghĩ sao về điều này? Và cũng sau câu hỏi này thì Titi cũng muốn hỏi thay mọi người một câu hỏi mà giống như Titi cũng nghĩ. Chính vì cái sự ra mắt không có quá suôn sẻ như vậy thì không biết là tình hình đi show của bạn một năm vừa rồi như thế nào? Và đặc biệt là để mà ngày hôm nay có cái buổi gặp gỡ như thế này và ra mắt một cái MV hoành tráng như thế này thì chắc hẳn là chúng ta đều biết là tốn rất nhiều chi phí. Thì không biết là Ngọc Ánh đã chuẩn bị như thế nào, cũng như là bạn có phải cần nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình hay không? Ôi, chị hỏi dài này. Dạ. Vâng, thì với câu hỏi đầu tiên của chị Titi ạ, thì là sau sản phẩm Summary thì em không được giới chuyên môn đánh giá cao ạ. Và tức là em nghĩ gì về điều đấy ạ? Vâng, thực ra thì đối với em thì khi mà với cả sản phẩm Summary hay là sản phẩm mới đây nhất của em là Em Không Cần thì nó đều có những cái áp lực khác nhau đối với em. Và tự bản thân em cũng đã tự tạo áp lực cho mình là sau mỗi sản phẩm thì em phải tốt hơn và chỉnh chu hơn so với sản phẩm trước. Và em mong rằng là sản phẩm Em Không Cần này sẽ có ấn tượng đối với mọi người hơn là sản phẩm Family ạ. Và câu hỏi thứ hai của chị Titi là tình hình đi show của em đúng không ạ? Thì thật ra thì lúc xong, sau khi mà sau cuộc thi thì em cũng có rất là nhiều lời mời. Đi diễn thì em cũng đi khá là đều, và nhưng mà thời gian này thì là em tập trung nhiều vào là để mình trau dồi, tức là em vừa luyện tập và vừa đi học thêm về thanh nhạc cũng như là piano và sáng tác để trau dồi cho khả năng của em và để hỗ trợ cho cái MV lần này ạ. Dạ vâng. Và cái gì nữa này chị nhỉ? Chi phí ạ. Thật ra thì trước khi mà em tham gia chương trình Giọng Hát Việt thì em đã đi diễn khá là nhiều ở Hà Nội rồi ạ. Và với bản tính của em thì cũng không phải là một người tiêu xài quá là hoang phí. Và em tức là cái gì cần thiết thì em mới mua và mới sử dụng đến thôi, chứ không phải là em cái gì em cũng nhìn thấy là em mua hay là như nào. Thì sau bao năm mà đi diễn tiệc lớn nhỏ ở Hà Nội thì em cũng đã tích góp được một khoản cho cá nhân em và gửi sổ tiết kiệm. Và em cũng xác định được là khi mà em theo con đường ca hát này thì em phải có được một cái khoản chi phí nào đấy để đầu tư cho sản phẩm của mình. Và đó cũng nó như là một cái động lực của em để em có thể tiết kiệm được nhiều hơn cho đến bây giờ. Và thật ra thì trong MV lần này thì em thực hiện MV lần này thì em đã gặp được rất là nhiều anh chị, và các anh chị đã giúp đỡ em rất là nhiều và lấy cho em một cái giá rất là yêu thương. Có thể bởi vì là em là nghệ sĩ mới cho nên là các anh chị đã giúp đỡ em rất là nhiều ạ. Và em vẫn có đủ cái khả năng để chi trả. Nếu mà không có đủ khả năng chi trả thì thôi em lại nhờ quản lý của em vậy.
Trước đây thì Ngọc Ánh từng bạn từng chia sẻ với mọi người rằng gia đình không đồng ý cho bạn đi theo đam mê, đi theo con đường này. Thì không biết là sau khi bạn đã đạt được cột mốc là quán quân mẹ cười rồi kìa, quán quân giọng hát Việt, sợ chị hỏi mẹ em đấy mà em không dám cầm mic thì không biết là hiện tại gia đình, thái độ của gia đình với lại con đường sự nghiệp của bạn như thế nào? Thật ra mà để 100% là bố mẹ em ủng hộ em theo con đường này thì cũng chưa hẳn đâu ạ. Nhưng mà để tại ngày hôm nay và ở buổi họp báo này mà có sự hiện diện của ba mẹ em thì em cũng tin là thêm một phần là ba mẹ đã tin tưởng vào cái sự lựa chọn của em ạ. Là em tin chắc rằng là có thể là bây giờ trông ba mẹ cũng không thoải mái cho lắm đâu, nhưng mà chắc là ba mẹ sẽ luôn luôn là người đứng sau và ủng hộ cho em và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho Ngọc Ánh ạ. Chị lại không nghĩ là ba mẹ đúng không thoải mái đâu, ba mẹ đều đang đọc nụ cười rất là hạnh phúc nhìn con gái đứng trên đây. Thêm một câu hỏi nữa là ngay từ khi trong cuộc thi thì kể từ khi cuộc thi mới bắt đầu thì bạn đã được mệnh danh là cô gái triệu view với lại cái ca khúc mà mình dự thi trong vòng giống mặt, và cũng trong thời điểm đó thì cái ca khúc này mọi người phải gọi là so kè top trending với lại những nghệ sĩ lớn khác. Nhưng mà sau cái màn khởi đầu khá là ổn đó thì bạn lại có một bước lùi với cái sản phẩm ra mắt của mình, thì không biết là bạn có cảm thấy áp lực với cái sự comeback lần này không? Thật sự thì khi mà em thể hiện ca khúc Nâng Được Thì Buông Được của chị Lưu Thiên Hương và do ca sĩ Khả Linh thể hiện thì em rất là bất ngờ và cảm thấy rất là vui khi mà được nhận được sự đón nhận rất là lớn từ mọi người ạ. Và như ban nãy em có nói với mọi người là kể cả sản phẩm Summer Lee hay là sản phẩm Em Không Cần đều tạo áp lực cho Ngọc Ánh rất là lớn, và tự bản thân em cũng tạo được trong mình đó là sau mỗi sản phẩm thì em phải tốt hơn và chỉn chu hơn so với những cái sản phẩm trước. Và cái việc mà em được lọt vào top trending thì em nghĩ đấy là một điều rất là may mắn và là một cơ hội khá là lớn đối với em ạ. Và với một người nghệ sĩ mới như em cũng như là với tất cả những nghệ sĩ mới khác thì khi mà mình đã có một cái cơ hội như vậy rồi thì mình nên nắm bắt nó và không để cho nó bị lãng phí. Và đối với và hơn hết là em bây giờ đã 24 tuổi rồi và cũng không, cái tuổi nó không còn phải là trẻ để mà bắt đầu theo đuổi một công việc nào đấy nữa. Nhưng mà với một niềm đam mê ca hát của em thì em nghĩ là tuổi tác nó không còn quan trọng nữa. Và miễn là mình đã làm được gì, mình đạt được những gì sau những cái sự cố gắng đó của mình ạ. Vâng, và Titi tin rằng với những lời chia sẻ vừa rồi, với phần trò chuyện ngắn vừa rồi thì có thể giúp tất cả mọi người, các anh chị báo chí, truyền thông có thể hiểu rõ hơn về suy nghĩ và sự cố gắng của Ngọc Ánh trong suốt một năm vừa qua. Và ngay bây giờ sẽ không để mọi người chờ lâu hơn nữa, xin mời tất cả mọi người hãy cùng hướng mắt lên màn hình để chúng ta cùng thưởng thức MV Em Không Cần. Và MV Em Không Cần sẽ lên sóng. Chị áo đỏ rất là nổi bật, em tin rằng cũng sẽ có những câu hỏi rất thú vị dành cho Ngọc Ánh về ekip. Ok. Lời đầu tiên là chúc mừng Ngọc Ánh có một cái MV tiếp theo, một cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo khá là chỉn chu. Có một vài câu hỏi cho em như thế này. Cái sản phẩm âm nhạc này thì em nghĩ là so với cái thời điểm mà ở dòng hát Việt đến cái bước ra MV Em Không Cần này thì sự khác biệt mà em muốn mang đến cho khán giả trong cái về cái hình tượng âm nhạc, về cái hình ảnh ngoại hình là cái chất nhạc là gì? Dạ vâng ạ, em cảm ơn câu hỏi của anh Tân Cao ạ. Dạ vâng, em xin phép trả lời câu hỏi của anh ạ. Thật ra thì sau cuộc thi giọng hát Việt thì với cái màu sắc âm nhạc đó là, thật ra màu sắc âm nhạc của em là pop ballad và em cũng cảm thấy mình khá hợp với lại dòng nhạc như vậy, nhưng thật ra với thị trường bây giờ và thực bản thân em cũng tự biết được là khả năng của mình nó như thế nào, và em cũng muốn là mình thể hiện được ở nhiều dòng nhạc và em cũng muốn thử sức bản thân mình ở nhiều thể loại khác nhau ạ. Cho nên là hình ảnh của em đang hướng tới mọi người đó là một hình ảnh nó hơi dị một chút, nó hơi ma mị một chút và nó quyến rũ. Dạ em xin hết ạ. Trong lúc chờ các anh chị báo chí đặt những câu hỏi thì Titi cũng muốn đặt riêng một câu hỏi cho Ngọc Ánh, đó chính là giống như bạn chia sẻ ban nãy thì sự trở lại lần này khá là khiến bạn cảm thấy khá là áp lực. Lần này thì bạn trở lại với một phong cách hoàn toàn mới,
Nhưng mà vì sao trong cái sự trở lại quan trọng như vậy, bạn lại chọn lựa làm việc với một ekip hoàn toàn mới và rất là trẻ? À dạ vâng, nếu nói về ekip thì với nhạc sĩ Andy Nam Chương thì chắc là bạn ấy không còn quá là xa lạ đối với các anh chị bảo trì cũng như là đối với showbiz hiện giờ, và bạn ấy cũng có khá là nhiều bản hit. Còn với anh Khánh Vũ ạ, anh đạo diễn Khánh Vũ ạ, thì anh ấy cũng đã thành công trong rất là nhiều những TVC, và gần đây nhất thì như là một sản phẩm với chị Phương Ly ạ, là ca khúc Anh Là Ai ạ. Còn với bạn là bạn Trường, bạn producer ạ, là bạn bạn Trường đúng không? Thì bạn ấy cũng khá là thành công trong các sản phẩm với cả ông Seth. Thì em nghĩ là em nghĩ là không có phải là quá là mới, nhưng cũng không phải là quá là cũ ạ. Cho nên là với cả em thấy các anh chị đều rất là trẻ, cho nên là sẽ có những cái sự sáng tạo và những cái em nghĩ là sẽ có những cái rất là hay ho cho cái sản phẩm âm nhạc của mình. Cho nên là em đã lựa chọn tin tưởng ekip của anh Khánh Vũ cũng như là nhạc sĩ Nam Chương Andy và producer Trường ạ. VRT ạ. Vâng, và sự tin tưởng của bạn là hoàn toàn xứng đáng với lại sản phẩm có mặt ngày hôm nay. Vậy thì kỷ niệm đáng nhớ nhất của Ánh trong quá trình thực hiện MV này là gì? Cũng có nhiều kỷ niệm lắm ạ, nhưng mà đáng nhớ nhất là một cái cảnh mà em quay cái bể cá ấy ạ. Hình như là cái cảnh đấy là cái cảnh mà mất nhiều thời gian nhất trong tất cả các cảnh quay, vì thứ nhất là dựng set quay cũng rất là lâu, và anh Khánh anh ấy cũng bắt em quay đi quay lại cái cảnh đấy suốt ý. Mà em nghĩ là em thấy mọi người đều nói là được rồi, đẹp rồi, nhưng mà em rất là thắc mắc tại sao cứ bắt em quay đi quay lại cái cảnh hồ cá đấy, và cứ cái cảnh mà đập tay lên cái bể cá và cái cảnh mà múa quay lưng để múa đó, mà chắc là cũng phải đến 15-20 lần gì đấy ạ. Mấy cái cảnh như vậy. Vậy em đã có một chút gọi là em xin lỗi anh Khánh, vì lúc ấy em đã có một chút cáu với anh, nhưng mà thực sự lúc ấy là giữa trưa rồi và rất là nắng, và khi mà trong cái phòng đấy thì rất là nhiều đèn chiếu vào, lúc ấy là mồ hôi mồ kê của em nhễ nhại luôn, lớp make up cũng cứ chảy đồng đồng mà cứ phải dặm đi dặm lại không biết là bao nhiêu lần, lúc ấy thật sự cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà đến khi mà em được xem lại những cái cảnh quay đấy thì thật sự là nó rất là đẹp, và sau đấy là từ lúc đấy cho đến khi mà kết thúc buổi quay MV là đến sáng hôm sau ạ, thì em anh ấy nói gì em cũng nghe luôn, em không dám nghe gì nữa luôn. Vậy thì xin phép được hỏi đạo diễn Khánh Vũ là khi mà làm việc với lại một gương mặt trẻ như Ngọc Ánh thì điều gì ở Ánh khiến cho anh cảm thấy ấn tượng nhất? Chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên cho Khánh gửi lời chào tất cả mọi người trước nè. Ok, Khánh xin được trả lời câu hỏi của bạn. Được biết Ánh là một ca sĩ rất là trẻ, lại là một quán quân bước ra từ cuộc thi The Voice, kiểu là lúc đầu thì mình sẽ rất tò mò và cũng khá là áp lực với bạn. Xong rồi trong quá trình làm việc với Ánh á, thì mình cảm thấy Ánh là một ca sĩ rất là nhiều nhiệt huyết, nhiều năng lượng. Rồi một điều nữa là anh truyền cảm hứng cho mọi người, và một người làm mình cảm thấy làm việc rất là dễ dàng là anh chịu tiếp thu ý kiến của mọi người trong quá trình chỉnh sửa, rồi về nhạc, về idea, mọi thứ. Nên Khánh rất là quý anh. Khi nãy thì khi mà chúng ta xem MV á, thì có thể dễ dàng nhận thấy được là màu sắc chủ đạo của MV này nó hơi cá tính, nó hơi ma mị một chút xíu. Thì không biết là lý do tại sao mà anh Khánh Vũ lại chọn cái tông màu chủ đạo này cho sự trở lại lần này của Ngọc Ánh, khi mà trước đây hình ảnh của Ánh khi mà gắn liền với mọi người chính là sự dịu dàng, nhẹ nhàng chút xíu. Vậy mà lần này thì lý do gì khiến cho anh có động lực là anh chọn cái chủ đề này cho Ngọc Ánh? Về câu hỏi này á, thì một phần á, là cũng phải tức là nhờ chị Jess từ bên phía quản lý ca sĩ và bên ekip ca sĩ đã gợi ý về cái concept này cho mình, và khi mà mình họp với lại ekip sản xuất của mình nữa và biên kịch Châu Chặt Chém, thì mình xây dựng trên cái cơ sở mà ý kiến đóng góp của mọi người thôi, thì mình tạo ra được concept như vậy.
cảm ơn anh. Tiếp theo là một câu hỏi dành cho nhân vật đứng cạnh MC, nhưng mà nãy giờ rất là run tại vì không biết khi nào đến lượt mình lên dĩa. Xin phép được hỏi em đi Nam Trương, cơ duyên gì để khiến cho bạn và anh quyết định là sẽ hợp tác cùng nhau và cho ra mắt các khách này? Trước khi trả lời thì em xin được gửi lời chào đến các anh chị nhà báo cũng như là gia đình của Ngọc Ánh cũng như là các bạn có mặt hôm nay. Cơ duyên thì thực sự thì em cũng đã biết Ánh cũng như là chị Thép và mọi người từ trước, thì cùng với lại một cái sự ngỏ ý từ huấn luyện viên cũng là người thầy của em là Hoài Anh, thì em cũng đã có được một cái lần hợp tác cùng với Ngọc Ánh. Thì chị hãy đọc lại câu hỏi luôn. Chị có nhiêu đó rồi đó, em cũng trả lời xong rồi đó. Và chị có hỏi câu hỏi tiếp theo cho em là em có một cái danh xưng được mọi người ưu ái tặng cho và cũng khiến em hơi áp lực, đó chính là Hitmaker. Vậy thì không biết là đối với lại cái lần hợp tác này thì em tự tin bao nhiêu phần trăm cho sản phẩm này, cũng như là nó có khiến em áp lực như thế nào không? Thật sự của em thì em không có áp lực gì hết, cũng như là cái danh xưng Hitmaker thì em cũng nghĩ em không xứng đáng. Nhưng mà khi mà để làm việc được với một nghệ sĩ nào đó, dù là mới, cũ hay là có rất là nhiều tiếng tăm rồi, thì em cũng luôn dành cho họ một cái rất là một sự học hỏi. Em học hỏi từ họ cũng như là có thể cùng nhau làm những điều gì đó và bằng hết cả tâm huyết của mình để cùng nhau cho ra một cái sản phẩm. Thì em luôn luôn làm việc với một tư cách đó là một người mới hoàn toàn. Em mà cần học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cũng như là có thể làm được nhiều điều hay ho hơn, thì đối với em đó là cái việc mà em không cảm thấy áp lực nhé, tại vì mình được học mà, chứ đâu phải mình làm gì đâu. Em trả lời thiếu ý rồi, em tự tin bao nhiêu phần trăm về ca khúc này, cũng như là em có thể chia sẻ một chút xíu cụ thể hơn là cái hoàn cảnh, cảm hứng từ đâu mà em sáng tác ra ca khúc này hay không? Dạ. Còn về tự tin thì những bài nhạc của em giống như là người con của em vậy, thì đã là con thì tất nhiên mình sẽ luôn luôn tự tin và tự hào với nó để khoe với mọi người. Thì đây cũng là một sản phẩm mà em chắc chắn là em có thể tự tin là em có thể khoe bài hát này là một sản phẩm trở lại của Ngọc Ánh và được mình sáng tác cùng với là sự làm nhạc của Reza BRT, thì em tin là bài hát này sẽ được mọi người yêu mến. Dạ, cơ duyên từ đó sáng tác thì là nãy câu em nói trả lời là đó, lúc đầu đó chị nhắc lại của em. Chị hỏi là em cảm hứng từ đâu mà em sáng tác? Cảm hứng? Chị mới nói cơ duyên nó khác cảm hứng mà. Ok, thì xin lỗi. Thì cái cảm hứng sáng tác của em thì nó đến từ một câu chuyện. Một câu chuyện mà em được nghe. Đó là về việc một người con gái bị ngột ngạt với chính tình yêu của mình đó. Thì bài hát này nếu mà mọi người có thể đồng cảm thì nó sẽ có thể hiểu theo một người khác. Nhưng mà nếu mà mọi người có thể nhìn theo nhiều hướng khác thì nó cũng sẽ có một cái nghĩa khác nữa. Vâng, câu trả lời có quá nhiều chữ khác. Xin cho phép một tràng pháo tay thật to cho nhạc sĩ Đi Nam Chui được không ạ? Này cũng nói nhiều lắm. Và bây giờ thì quay trở lại với nhân vật chính của chúng ta. Không biết là Ngọc Ánh, một nhân vật quan trọng không thể thiếu trong MV này chính là Nam Chính Polo. Thì không biết là Ngọc Ánh cảm nhận như thế nào về anh chàng này, cũng như là trong quá trình thực hiện MV thì không biết là có cảnh nào khiến cho cả hai nhớ, cả hai ngượng ngùng hay không? Ấn tượng đầu tiên của anh ấy quá đẹp trai. Mà em thì em cũng chẳng giấu điều này với mọi người vì em là một người rất là yêu cái đẹp. Nhìn thì chắc chắn là sẽ có những cái cảm xúc nhất thời. Thì anh Paolo thì là một người có thể nói là diễn xuất rất là chuyên nghiệp đó. Và mới đầu thì em cũng hơi ngượng ngùng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy đâu. Và nhưng mà do là cái, tức là anh ấy tạo cái cảm xúc và anh ấy dẫn dắt cái cảm xúc của người đối diện rất là tốt ý. Cho nên là khi mà sau đấy thì qua một vài cảnh quay thì em và anh ấy cũng đã diễn khá là tự nhiên với nhau ạ. Vâng. Nếu vậy thì cái câu hỏi mà khá quan trọng là vậy thì cái cảm xúc nó hiện tại như nào rồi? Thời điểm hiện tại thì cái cảm xúc nó như nào? Dạ, cái cảm xúc đấy bây giờ ấy ạ thì là quý mến ạ. Vâng, quý mến ạ. Ekip này khéo léo quá, cứ quý mến. Còn cái kỷ niệm với anh ấy ạ thì là như là có một cảnh quay rất là khiêu vũ ấy. Khiêu vũ rất là vui và trên một cái nền nhà cũng khá là lãng mạn nữa, và em với anh ấy đang rất là vui vẻ và tự nhiên giật mình một cái nhìn vào mắt nhau
tự nhiên cả hai đứa đều ngượng đỏ hết cả mặt luôn. Xong thế là mọi người xung quanh cứ hôn đi hôn đi, thế là tôi ngượng quá là mỗi đứa ra một góc luôn. Mãi sau mới dám quay lại quay tiếp. Cũng khá là nhiều kỷ niệm hay. Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của Ngọc Ánh và anh Khánh và Andy. Và bây giờ thì không biết là các anh chị báo chí có câu hỏi gì dành cho ekip không ạ? Đầu tiên là chúc mừng anh đã có một cái sự trở lại rất là tốt. Cái bài hát nó cũng rất là văn minh và khá là thu hút. Anh chỉ có một cái tiếc là cái MV xem nó, cái khung hình nó hơi, anh cảm giác là nó hơi chậm một tí so với nhạc. Anh cứ tiếc, hơi tiếc một tí như thế. Tức là nó, nếu mà nó nhanh hơn hoặc là nó đảo lộn hơn một tí nữa thì nó sẽ dằn vặt hơn, nó đúng cái nhạc hơn một tí. Đấy là cái anh tiếc. Với là một cái nữa là anh cũng nhảy á, bài này mà có thêm một cái phần nhảy nó thì sẽ hoàn thiện hơn nhỉ? Dạ vâng, thì ban đầu thì bên đạo diễn cũng có dựng cho em một cảnh quay nhảy, nhưng mà thật sự là lúc đấy thì cũng không kịp anh nhỉ? Không kịp ạ, à? Dạ vâng, cho nên là cũng phải bỏ cái cảnh ấy đi ạ. Ừ, đấy là cái góp ý của anh về cái MV thôi. Thì còn anh muốn hỏi anh đó là cái sản phẩm này ấy, từ thì em có gửi cho anh Nu xem trước hay không, và anh cũng anh có nhận xét gì về cái sản phẩm thứ hai của Học Trò không? Tại vì cái sản phẩm này em nói là em cũng rất là tâm huyết, với lại một cái sự lần trước là debut thì em chưa hài lòng lắm, thì cái này có thể anh cảm nhận như là nó là một cái sự trả bài sau cái cuộc thi đó. Đây là một cái bài trả bài nó hoàn thiện hơn, thì em có gửi cho thầy của mình không, thầy của mình nhận xét như thế nào thêm nữa này? Cái giọng hát Việt á, phòng giấu mặt á, thì hai thầy trò cũng trao gửi cho nhau khá nhiều để mà về tới với nhau, về cùng team với nhau. Thì cho tới bây giờ thì những cái lời hứa hẹn này kia của anh Nu thì thực hiện tới với em như thế nào rồi? Một cái nữa về cái MV là cảnh cuối là em chết à, phải không? Dạ. Cảnh cuối là em chết đúng không? Nó là một cái kết thúc mở anh ạ. Một cái kết thúc mở đúng không? Thì tức là cái khi mà anh xem là anh thấy là như thế, thì anh cái này muốn hỏi đạo diễn hơn là tức là cái cô gái này tức là một thông điệp, truyền tải một thông điệp như thế nào? Một cô gái mà nguyên một cái MV rất là nguy hiểm, rất là cảm giác như là chiêu trò này kia, nhưng mà kết thúc mà đùng một cái lăn như thế thì nó cũng hơi khó hiểu cái về cái tinh thần truyền tải về một người con gái trong khi tình yêu là như thế nào. Vâng, xin cảm ơn phần đặt câu hỏi rất là nhiệt tình và phong thái vẫn không kém một phần quý phái của anh. Dạ vâng ạ. Em xin được phép trả lời câu hỏi của anh Tuấn Hà. Dạ. Câu đầu tiên ạ, thì là em sau khi mà xong quay xong MV thì em cũng có gửi bản rap cho anh Nu để anh ấy nghe qua, thì anh ấy chỉ nói một câu thôi ạ. Đó là ngon, nhưng mặt hơi nhiều mụn. Tại vì cái thời gian đấy thì thật sự là lúc đấy là em rất là căng thẳng và em không có, cũng không hơi chảnh mảng những cái việc chăm sóc sức khỏe của mình, cho nên là nhan sắc nó không được vẹn tròn cho lắm. Quay MV thì cũng phải nhờ các anh editor đã phải sửa chữa rất là nhiều đấy ạ. À. Dạ vâng. Còn và thật sự thì hôm nay anh ấy cũng cho em khá là nhiều lời khuyên, nhưng mà đợt này thì anh Nu cũng khá là bận đi diễn nữa, nên là em cũng không dám làm phiền anh ấy nhiều ạ. Và hôm nay thì anh ấy có một show diễn ở ngoài Hà Nội, cho nên là anh ấy không có tay về kịp để dự buổi họp báo của em ạ. Nhưng anh ấy cũng đã gửi lời chúc đến em và gửi một lãng hoa cũng rất là đẹp. Và nhân đây thì em cũng xin cảm ơn anh Nu nhé. Và câu hỏi thứ hai là giọng dạ. Hát Việt á, dạ. Vòng dấu mặt của giọng hát Việt á, thì dạ, hai thầy trò có, tức là anh Nu có những cái lời hứa hẹn khá là ngọt ngào để có thể là gọi như là chiêu dụ bé về với team đúng không? Dạ, thì vâng. Đến bây giờ thì những cái lời hứa đó nhé, thì anh Nu thực hiện như thế nào rồi và với em như thế nào? Nói chung là tất cả đều anh ấy đều rất là quan tâm, và ví dụ như em chỉ cần có một cái khó khăn gì đấy thì em cứ anh ơi một cái là anh ấy đã xuất hiện và đã có những cái lời khuyên, những cái điều chỉ dạy dành cho em ạ. Và em chỉ có buồn một cái, đó là anh ấy kêu là bây giờ muốn anh đến học báo thì phải trả cát xê cho anh, đó là 10 bịch bánh tráng. Trời ơi, lúc nào anh cũng đòi bánh tráng em hết. Còn đâu thì tất cả mọi thứ của anh thì em đều rất là thích và và trân trọng ạ. Dạ. Câu hỏi thứ ba thì em xin nhường mic lại cho anh đạo diễn Khánh Vũ ạ. Chào anh, em xin trả lời câu hỏi của anh.
về về phần hình ảnh của anh á, thì em chỉ muốn tạo đầu tiên là em nghe nhạc trước. Em nghe nhạc thì em cảm thấy cái sự đau khổ của một cô gái trong tình yêu và gọi đấu tranh tâm lý và sự gọi là phát triển trong cái sự cao trào á, từ nhẹ nhàng cho tới nặng hơn rồi em muốn đẩy lên một cái gì đó nó vượt khỏi suy nghĩ của mọi người. Bình thường là một cô gái khi mà rơi vào tình trạng bị phản bội á, thì sẽ có tâm lý như là trách móc người yêu, rồi buồn, rồi sẽ trừng phạt người yêu. Rồi bình thường nếu mà tới đẩy hơn nữa, em nghĩ là có thể giết chàng trai chẳng hạn. Nhưng mà em cuối cùng thì giống như câu hỏi của anh nãy là anh đặt là cô ấy chết chẳng hạn, em nghĩ là để một cái kết thúc mở thôi, mọi người nghĩ như thế nào cũng được về cái phần đó. Nó có hai chiều. Đúng rồi, maybe nó sẽ có một cái phần sau chẳng hạn. Thật ra là anh Tiến rất là muốn chia sẻ hai chiều đó là gì cho anh Tuấn Hà, nhưng mà chắc là anh Tuấn Hà phải đợi ở phần sau của MV này. Không biết là câu trả lời rồi cái ekip thì có khiến anh hài lòng chưa ạ? Vâng, bây giờ xin mời đại diện của Star Talk đúng không ạ? Vâng ạ. Xin chúc mừng chị Trần Ngọc Ánh với sản phẩm lần này. Thì cũng tiếp nối những cái câu hỏi của các anh chị phóng viên trước, thì khi mà xem MV này thì em thấy có một số, không phải là một số mà hầu như đều là những cảnh chung cận và đặc tả về Trần Ngọc Ánh. Nhưng mà ở trong MV này dường như là em thấy cái sự diễn xuất của chị nó chưa đủ đã, và nó chưa đủ để đạo diễn cũng như là quay phim đánh mạnh vào những cái cảnh đặc tả như vậy. Tại vì có nhiều người họ diễn xuất họ không tốt thì họ sẽ chủ yếu phải khoe dáng hoặc là khoe quần áo thế này thế kia. Còn chị chơi những cái cận cảnh như vậy luôn thì nó lộ ra một cái khuyết điểm lớn khi mà xem cái MV này, đó chính là cái sự diễn xuất của mình nó không có đủ mạnh đối với cái tinh thần của một cô gái yêu mình nó điên cuồng như vậy ấy. Thì khi mà chị xem lại thì chị có cảm xúc gì, và chị có nhìn nhận lại là mình thấy mình cũng có những cái điều đó hay không, và cái sự bàn tính của ekip như thế nào để mà có cái sản phẩm cuối cùng như thế này? Em xin trả lời câu hỏi của anh ạ. Em cũng thật ra thì với cá nhân em thì so với sản phẩm trước thì em với cái sản phẩm này thì em cảm thấy là diễn xuất của em cũng đã tốt hơn khá là nhiều rồi ạ. Và thật ra em vẫn không hiểu ý câu hỏi của anh là cái do cái là cái khuôn mặt của em nó nhìn nó không có biểu cảm hay là như thế nào ạ, hay là nó chưa đạt đến cái độ là điên cuồng trong tình yêu hay là sao ạ? Ý là thực sự đối với những cái cảnh đặc tả như vậy thì nó đòi hỏi những cái diễn xuất nó phải thật sự là tới luôn á. Nhưng mà khi mà mình thấy kiểu nó vẫn còn là kiểu nữ chính của thanh xuân quá thì nó không có hợp với lại cái tinh thần của em đi này. Cái này em nghĩ là em trả lời sẽ đỡ hơn cho anh. Tại vì đúng là như anh nhận xét, thì là khi mà mình quay những cảnh đặc tả như vậy á, thì cái thần thái của ca sĩ, của diễn viên của mình á, thì nó phải đạt tới một cái mức nào đó thì nó mới diễn tả đúng cái cảnh mình mong muốn. Nhưng mà với anh là một ca sĩ khá là trẻ, và nhưng mà em đã cố gắng thay đổi những cái điều đó bằng cái tư thế của diễn viên của mình. Em tập trung vào những cái beauty của anh để show được là không, mình quay một cái kiểu hơi ho rồi, hơi kinh dị, hơi khó chịu như vậy, nhưng mà em vẫn cố gắng đẩy bằng cái lighting, cái sự đẹp đó. Cô gái buồn nhưng mà vẫn phải đẹp trong cái tư thế. Dù mình buồn nhưng mình không đến nỗi phải là mắt lệ rơi hay là gào thét như những cái thông thường mà mọi người vẫn thường thấy. Em đó là cái ý của em vậy thôi. Anh có hài lòng không ạ? Vâng, và câu hỏi vừa rồi của anh Vi Trung Ngô cũng đã kết thúc phần trò chuyện của báo chí trong buổi họp báo ra mắt MV Em Không Cần của ca sĩ Ngọc Ánh ngày hôm nay.